Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến, mình là Mini và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái tựa game mới 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 đối với kênh mình thôi, còn cái game này nó ra lâu rồi, hình như ra lâu rồi mình không biết. Thì cái tựa game này tên là gì vậy? Talking Friend and Nobody Explore. Không biết mình đọc đúng hay không, mình quên mất rồi. Thì cái tựa game này nó sẽ rất là hay, nó rất là vui luôn. Đây là một game vui thôi chứ không phải là game AA gì hết trơn á. Thì là mình sẽ nói sơ về cái tựa game này. Cái tựa game này đó là bạn sẽ tham gia vào tựa game này sẽ có hai người chơi. Một người chơi là mình và một người chơi là một cái anh nào đó sẽ giúp mình gỡ bom. Mình là nạn nhân, ok? Mình sẽ đóng vai nạn nhân và dạng như là mình đang gặp một cái quả bom ở trong một cái tòa nhà hay gì đó và mình sẽ gọi cho cái người hướng dẫn. Thì cái người hướng dẫn đó sẽ có một cái bản hướng dẫn để phá bom. Thì anh ấy mình sẽ đọc thông tin trái bom cho anh ấy và anh ấy sẽ chỉ mình cách làm sao có thể phá được cái bom đó, và nếu mà chỉ sai hoặc làm sai thì quả bom nó sẽ phát nổ. Ok, nó đơn giản như vậy thôi. Và không biết là tựa game này các bạn có thích không, nhưng mà mình thấy rất là vui. Ok, đó mình nói sơ cho các bạn cái tựa game này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chơi cái tựa game này. Ok, thì ở đây có ba mục, thì mình nghĩ là chắc là mình sẽ bấm vào mục này chơi. Cái này là freelay, cái này không phải, cái này là chơi tự do vậy như. Cái này không phải, này là option. Như là một này đúng rồi. Thì cái ba cái phần đầu này thì mình đã chơi hướng dẫn hết cho các bạn rồi, nhưng mà để mà chắc ăn để các bạn hiểu thì mình sẽ chơi lại từ cái mission đầu. Thì đây là một cái first bomb, vậy như là một cái khởi động cho cái game này thôi. Và bây giờ mình sẽ vô chơi, sau đó mình sẽ gọi cho cái anh chuyên gia gỡ bom để anh sẽ giúp mình chơi cái tựa game này. Ok, vô bắt đầu, bạn chờ mình xíu đó. Bây giờ cái tựa game chúng ta sẽ bắt đầu. Cái anh gỡ bom đó, anh sẽ không hoàn toàn không thấy cái bom mình, anh chỉ thấy được quả bom qua cái miêu tả của mình thôi, anh hoàn toàn không thấy được cái bom của mình. Ok, và cái quả bom đầu tiên chúng ta sẽ có 5 phút để phá. Ok, đó mở đèn rồi đấy. Khi mà chúng ta ê, quả bom nó đếm, mình sẽ gọi cho anh phá bom. Rồi, anh đâu rồi, sao anh mất máy ta? Rồi nghe. Alo, hello anh, tôi đang gặp quả bom, chỉ còn 4 phút 45 giây thôi. Bây giờ tôi sẽ miêu tả quả bom nha. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn biết anh phá bom lại rồi, ok. có 4 sợi dây. Bốn Có sợi 4 dây có rồi. 4 sợi dây, thứ tự là đen, vàng, trắng, vàng. Đen vàng trắng vàng. Ừ. Mẹ rảnh ơi, mẹ sắp sắp tèo mẹ rảnh ơi. Cuối cùng màu vàng đúng không? Đúng Và rồi, không cuối cùng màu vàng. có màu có sợi nào màu đỏ không? Không có sợi nào màu đỏ. Cắt sợi đầu tiên. Các sợi đầu tiên. Yes, đúng rồi đây. Bây giờ chuyển qua cái bảng ký hiệu, cái bảng ký hiệu quả bom này là có chữ C ngược, có dấu chấm ở giữa. Rồi. Ở phía dưới là hình con bạch tuộc. Thuộc. Ừ. Mà tôi mà mù công, tôi nhìn sao tôi miêu tả cho anh vậy thôi chứ giờ anh muốn sao? Con bạch tuộc là rồi rồi rồi, thấy rồi. Rồi, ở bên phải là ở trên cùng là có một chữ A ngược. Rồi. À chữ chữ phải A ngược, chữ A có chữ T ở giữa ở trong. Rồi, 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 hiểu. Ở ở ở dưới cùng là chữ O. A ngược, bạch tuộc, C ngược. Ê, từ từ anh đập, từ từ anh đập nhanh quá sao tôi phá được. Từ từ đập lại, từ từ. O. A ngược, A ngược, bạch tuộc, C ngược. C rồi, ok. Hay rồi. quá. Cái quả bom này chỉ có ba mưu đeo thôi, ok. Xong Có rồi cái hả? chữ detonate gì đó. Cái nút có chữ detonate màu xanh dương. Đây tuần này màu xanh dương hả? Đúng rồi, để anh ơi. Bỏ bom có bao nhiêu cục pin? Bỏ bom có pin hả? Có bao nhiêu Bỏ cục bom pin? này có một cục pin anh ơi, một pin. Ấy trời ơi, mẹ tí. Cái Một gì? cục pin, hai cục pin, hai cục pin bự với lại một một cục pin là tiểu hai cục. Lẹ ơi. Nhiều hơn một cục pin rồi hả? Nhiều Nhiều không? hơn cục pin thì bấm đại đi, Cái bấm gì? đại Nó phát đùa à? đi. Bấm đại à? Ờ Màu xanh dương. Nhả ra khi đồng hồ đếm xuống. Số 4 phải không? Ê, chết mẹ sai rồi. Vậy bây giờ nó hiện lên cái gì? Bây giờ nó đâu có hiện lên cái gì bây giờ. Nó vẫn là vậy hả? Nó vẫn là cái nút màu xanh dương. Nút màu xanh dương. Ừ. Có ghi chữ gì? Detonate phải không? Ừ. Có ba cục pin. Có ba cục pin, có đề tôi này nhập nhấn là bỏ ra liền. Nhấn bỏ ra liền hả? Ờ. Yes. Này bạn ơi. Còn 2 phút rồi đấy, còn 2 phút rồi đấy. Rồi. Ủa xong rồi hả? Xong rồi. Ok Rồi đó. good. Mission đầu tiên mà anh làm như thế thì thôi mà.
Ok, rồi mission đầu tiên rồi đó nha các bạn. Ok, quả đầu tiên đã qua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới quả thứ hai coi có qua không. Cái game này hình như là càng chơi các bạn sẽ được phá những cái trái bom nó càng khó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tới quả thứ hai. Hồi nãy mình test thì khá là nuột, nhưng mà lúc mà chơi thì chưa biết, tại vì mỗi lần các bạn chơi lại thì nó sẽ thay đổi quả bom khác, nó không bao giờ giống hết đó. Tôi đã tăng độ khó cho game chứ nhỉ. Đúng rồi, cái game này các bạn chơi hoài được hoài luôn, chơi hoài được hoài. Chúng ta lại có 5 phút. Đi 1, 2, 3, có 3 model. Rồi. Có 6 giây, 6 giây. 6 giây, 6 giây rồi. Đỏ, xanh dương, đỏ, xanh dương, vàng, đen, trắng, đen. Bao nhiêu sợi màu vàng? Một sợi màu vàng. Bao nhiêu sợi màu trắng? Một sợi màu trắng luôn. Có sợi nào màu đỏ không? Một sợi đỏ đầu tiên. Cắt sợi cuối cùng. Cắt sợi cuối cùng hả? Chữ sai rồi. Anh làm ăn như thế. Chết rồi em, chết em rồi. Không có bất kỳ sợi đỏ nào đúng không? Có một sợi màu đỏ. Ủa có một sợi màu đỏ hả? Mới hỏi đỏ rồi có đỏ. Xin lỗi. Cắt sợi thứ tư từ dưới lên. 1, 2, 3, 4. Đúng sai đúng rồi cha, what the fuck. Thôi đọc lại, ok. Không có sợi màu vàng nào hết. Có một sợi màu vàng, ok. Có một sợi màu vàng hả? Ừ. Duy nhất luôn đúng không? Ừ mà cắt mẹ rồi. Không sao, có một sợi màu vàng duy nhất và nhiều hơn một sợi trắng. Có bao nhiêu sợi trắng? Một sợi trắng à. Một sợi trắng hả? Có sợi đỏ hả? Cắt thứ tư. Thứ tư, hồi nãy là cắt từ dưới lên đúng không? Hay là cắt từ trên xuống? Dưới lên thứ tư á. Vậy cắt từ trên xuống đi. Ủa này có chắc không mẹ, chiến này còn em không về với mẹ em rồi đấy. 1, 2, 3, 4, sẽ cắt sợi màu đen nha. Ai biết, cắt đại đi. Ui dồi, trời ơi, bom này mới kinh dị quá. Cắt nha, em cắt nha, anh cắt chưa? Cắt đi, cắt đi, đi. Rồi đúng rồi. Ok, bây giờ tới nút bấm. Nút hô màu đỏ, nút hô màu đỏ. Hô màu đỏ. Ok, chúng ta sai một lần nữa là đi nha các bạn. Chỉ sai được 3 lần thôi. Nếu nút bấm màu đỏ và ghi chữ hô, nhắm và lập tức thả nút bấm. Nó bấm vô lập tức thả hả? Ừ đúng. À đúng rồi đúng rồi. Rồi bây giờ qua bạn điểm số nè, cái bảng này hơi hắc não nha anh. Bạn điểm số hả? Bảng số 3, có cái bảng số 3 dưới có 4 cái số tôi không biết là gì. À rồi. Ở trên là số 3 ok. Số 3 hả? Ở trên là số 3. Ở dưới là 3142. Bấm vào nút ở vị trí thứ 3. Vị trí số 3 là số 4 đúng không? Bấm nha. Thứ 3 đúng không? Chắc chưa? Vị trí thứ 3 nha. Ừ. Rồi ok bấm đi. Rồi qua một đất lẻ nó còn có 1 phút 40 giây ạ. Số 4. Bấm vào nút ở vị trí giống như đoạn 1 vậy, bấm ở vị trí thứ 3. Số 3 đúng không? Rồi qua. Tiếp. Để lên 1 phút 40 giây anh ơi. Số 1. Bấm vào nút có chữ số giống với nút để bấm vào giai đoạn 2. Khoan, chữ số 3 luôn vậy. Chữ số hả? Chữ số. Chết mẹ chữ số, nãy thứ 3 bấm số mấy? What the fuck sao vậy? Chữ số giai đoạn thứ mấy? Đọc lại coi. Bấm thì đang hiện số 1 đúng không? Đúng rồi, đang hiện số 1. Bấm vào nút có chữ số giống với nút đã bấm ở giai đoạn 2. Giai tức đoạn là 2. ông vừa bấm số mấy? số mấy. Quay rồi. Giờ sao? Thôi, sắp xuống 1/4 bấm đại đi. Bấm đại đi nha, số 3 nha, bấm lụi nha. Sao rồi, tình hình mình nó sao đây? Mình đã lẹp về với mẹ em rồi em ơi. Chết rồi. Cái sao bấm phải nhớ cái số nữa, khó vậy. Ông phải nhớ số với lại cái vị trí. Ok, lại. Mới có quả bom đầu tiên thôi mà khó thế. Rồi, cắn rồi. Cắn rồi. Chữ nút bấm màu vàng có chữ free á. Nút bấm màu vàng. Màu trắng lộn em. Nút bấm màu trắng. Ừ. Có chữ gì? Free á, P-R-E-S á. Free hả? Ừ. Nhấn và giữ nút và xem. Nhấn giữ. Màu xanh dương. Đếm số 4 nhả ra. Rồi ok qua, bây giờ tới biểu tượng. Hình đinh ba một chiều, hướng lên thôi nha. Rồi đinh ba một chiều hướng lên, rồi. Phía dưới là chữ B. Rồi. Bên đây là giống như hình cái vú vậy, hướng về phía bên phải. Anh tôi nhìn thì sao tôi hướng chạy tôi biết gì đâu. Rồi. Số 3 đúng rồi, sorry giờ tôi mới nhìn ra số 3. Ngôi sao màu đen, ngôi sao mà có tô đậm màu đen. Rồi đinh 3 chữ B. Đinh 3 chữ B đúng không? Rồi. Số 3. Ngôi sao màu đen. Rồi bấm thứ tự luôn hả? Rồi.
À, rồi bây giờ tới cái một căn là nha anh, bây giờ là tới cái biểu tượng cái mê cung. Rồi bây giờ tôi cái, sợ rồi, rồi bây giờ bây giờ tôi sẽ đọc theo cái thứ tự là từng hàng nha, từ trên xuống thì nó đang ở hàng thứ hai. Hàng thứ hai xác định chưa? rồi hàng thứ Hàng thứ hai. hai từ trái qua là số 5. Thứ năm từ trái qua Một là thứ hai 5. ba bốn năm rồi, Rồi bây giờ là tới hàng thứ tư. số hai đúng không? Đúng rồi, vị trí thứ hai hai cái Rồi vòng giờ tròn, còn cái vị trí màu đỏ là nó nằm ở hàng thứ tư, vị trí thứ ba. từ 1 2 3 4 vị trí Ê thứ khoan khoan ba, khoan, 1 2 3 4 5. Hàng thứ 5 vị trí thứ 3. vị Chốt trí tam thứ giác ba. á. Ừ. Tam giác là ở vị trí thứ ba đó, ông đang ở đâu? Tôi đang ở vị trí cái dấu màu trắng là đang ở hàng đầu tiên vị trí thứ hai. Hàng đầu tiên vị trí thứ hai hả? Hàng đầu tiên xuống. Xuống hả? Chắc không vậy? Xuống phải không? Sao nó Rồi đi rồi xuống dài rồi, lắm. xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Qua trái. Qua trái hả? Mấy lần qua trái mấy lần? Một lần đúng Một không? lần thôi. Rồi. Xuống. 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 Xuống nữa hả? Xuống nữa. Rồi. Qua phải. Qua phải là vô chỗ màu xanh đó nha. Là được mà phải không? Không biết. Qua đại đi. Rồi rồi vô rồi. Lên. Lên đúng không? Rồi. Qua phải. Qua phải. Rồi, lên. Lên. Qua phải. Lên. Qua phải. Được chưa? Rồi. Tới cái vị trí xanh ở dưới á là đi xuống. Chưa Xuống tới, vẫn còn đang ở trên, vẫn còn đang ở trên vị trí màu xanh. Vậy bấm xuống, xuống. Xuống là vô luôn á, xuống là Ờ xuống. đúng, 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 Rồi, đúng. rồi, rồi. Qua phải. Được Rồi. Xuống. Xuống hả? Đúng rồi, Rồi, xuống. rồi. Qua trái. Qua trái. Được chưa? Rồi. Qua trái. Rồi. Xuống. Gì phức tạp vậy anh? Rồi. Rồi qua trái. Rồi. Rồi xuống. Yes. Xong rồi, tiếp. Quá, còn hai một lần. Ngon. Rồi đây Rồi là gì? trái đầu tiên đúng không? Hình như đây là trái đầu tiên. Xong rồi. Xong rồi, Yeah. xong rồi. Đi nghỉ mát được rồi bà con ơi. Nè bây giờ tới chỗ thứ hai nè. Hồi nãy giờ mới là quả đầu tiên thôi, khởi động thôi. Đó, bây giờ là quả đầu tiên nè. Ok, bây giờ tới cái quả này hồi nãy giờ tôi với ông chưa chơi, ok. Rồi, Nên đừng có một cái quả dây mới, có phức 6 cái module lận nha. tạp. 6 Rồi module lận á. rồi. Ok. Ê, là ông chưa mở đúng không? Chưa mở ông coi series gì coi. Có coi được không? Hay là bấm vô phát Bấm là vô chơi mới luôn. coi được, bấm vô mới coi được series. Rồi hồi bấm vô phát Chết luôn. cha rồi. Trời ơi, dây nhiều lắm. Bây giờ phá dây trước nha. Dây Hả? 6 dây. Sao vậy? Sao vậy? Ừ, Rồi. ok, có một đỏ, hai vàng, ba vàng, một đỏ, ba vàng. Từ 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 từ. 6 giây, một đỏ, ba vàng hả? Ừ. Một đỏ, ba vàng. Ừ. À đúng rồi, cái 6 giây thì tập trung vào sợ vàng thôi. Ok, một đỏ, thứ tự là đỏ, vàng, vàng, trắng, xanh, vàng. Một đỏ, ba vàng đúng không? Ừ. Có một một sợi màu trắng. Các sợi thứ tư hình ảnh là từ 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 trên xuống, các sợi tư từ trên xuống. Chắc không vậy anh? Chắc. Ok, rồi, qua cuộc dây thứ hai nè. Có 5 Rồi. giây, hai vàng. 5 giây, hai vàng. Ừ, hai vàng, một đỏ, một xanh dương. Rồi bắt đầu xoắn não rồi đó. Có màu đen nào không? Không, màu đen. Cái gì? Không có màu Trời ơi, đen, không có không màu có màu đen. đen. Các sợi thứ hai nhưng mà không biết từ trên xuống hay từ dưới lên. Anh hướng dẫn gì? Anh Mấy cái bài hướng hướng dẫn dẫn bom là mà. chiếc cước để tôi viết lại cho. Chiếc cước. Anh hướng dẫn bom mà giờ anh không biết cắt từ dưới lên từ trên xuống giờ sao? Các sợi thứ hai chắc từ trên xuống quá. Sợi thứ hai đúng không? Vậy là màu xanh dương. Chắc chưa? Chắc chắc ha. Sai rồi, what the fuck? Rồi Thì từ chắc từ dưới dưới lên. lên. Sai luôn. Ông hướng dẫn gì kìa vậy? Tôi đuổi việc ông. Ok. Nếu không có sợi nào màu đen, có màu đen nào không? Không có màu đen, màu đen thì động rồi. Mẹ còn Nếu có ba phút không rưỡi vậy. từ từ bình tĩnh. Nếu không có bất kỳ sợi màu đen, cắt sợi thứ hai. Mẹ, cái này nó viết sai rồi ông ơi. Cắt sợi thứ hai hả? Cắt hết hai sợi thứ hai rồi. Từ từ. Nếu sợi cuối cùng là màu đen, không có màu đen nào hết mà. Không màu đen, không màu đen. Bao nhiêu màu đỏ? Một mà cắt luôn rồi. Bao nhiêu màu vàng? Hai màu vàng. Hai màu vàng hả? Ừ. Cắt sợi đầu tiên. Trời đất ơi, thấy chưa? Phải đuổi việc ông. Bấm bấm thử Rồi đúng đúng rồi, không? cắt rồi, bây giờ chuyển qua Rồi. bảng ký hiệu nè. Bảng Ô, ký ngôi hiệu. sao trắng. Từ từ, ngôi sao trắng. Ô, ngôi sao trắng. Cái gì? Ô hả? Ừ, Ô. ô Ngôi ngôi sao sao trắng. trắng, chữ khắc Rồi. in, dấu chấm hỏi ngược. Gì? Ô. Ừ. Rồi ngôi sao trắng. Rồi. Rồi chữ khắc in, chấm hỏi Ừ. ngược. Ừ. Rồi. Rồi gì? Ủa? Nó đọc đi. Ô. Ô Tôi hả? đọc.
Ồ, ngôi sao trắng, chữ H in chấm hỏi ngược. Ủa, đọc thứ tự luôn rồi. Tự nhiên đọc đúng mấy từ rồi. Qua bảng thứ hai nè. À, 6. 6 rồi. 6 trên 3 chỉ lên. Từ từ 6 trên 3 chỉ lên rồi. Ừ, rồi chữ N ngược. Chữ N ngược rồi. Rồi mega. Ờ rồi. Số 6, bấm 6. Rồi. Trên 3 chỉ lên, N ngược, omega luôn. Rồi. À bây giờ nút abort màu đỏ. Nút abort màu đỏ, nút abort màu đỏ đây. Bấm giữ đi. Bấm giữ. À! Nổ rồi má. Ủa nó ghi là nếu màu xanh mà ghi abort thì không phải là màu xanh và abort thì bấm giữ thôi. Nó màu đỏ. Màu đỏ hả? Màu đỏ không có trường hợp nào màu đỏ phải chữ hôn. Ủa sao kỳ vậy? Có hai nút lận nha, có một cái nút bên kia nữa. Má nút bên kia là nút nào? Tôi biết là nút nào đâu. Má phức tạp thế. Lại nè. Xong mới thôi mình xử cái nút trước đi. Mình xử cái nút trước. Ok. Có hai nút, một nút là đi detonate với một nút là abort. Detonate màu trắng, còn abort màu đỏ. Đồ. Detonate thì phải xử từng nút trước ấy. Vậy thì detonate trước đi, detonate màu trắng đó. Detonate màu trắng hả? Giờ đang mở hả? Đang mở. Lại lên nhiều lắm mua đu quá trời nè. Một cục pin và detonate. Có bao nhiêu cục pin? Một cục pin. Một cục pin hả? Ê, hai cục pin lận. Hai cục pin hả? Hai cục pin. Vậy detonate phải không? Vậy nhấn rồi thả. Nhấn cái thả liền đúng không? Rồi đúng rồi. Giờ chuyển qua cái nút thứ hai luôn đi. Màu đỏ abort. Màu đỏ abort hả? Ừ. Màu xanh ghi abort thì màu trắng. Hai cục pin. Màu vàng, màu đỏ và ghi chữ hôn hả? Lập tức quá. Vậy thì giữ thôi. Bấm. Bấm mà giữ hả? Bấm và giữ nút. Ừ đúng rồi, bấm và giữ nút. Trời đất ơi, nãy tôi bấm tôi buông ra. Rồi màu xanh dương. Màu xanh dương là bấm là nhả khi xuống. Được chưa? Rồi qua. Bây giờ tới bảng ký tự. Trên 3 trên dưới. 3 trên dưới rồi. Chấm hỏi ngược. Số 6 chữ B. Vậy rồi, bấm số 6. Rồi. Chữ B. Rồi. Trên 3 trên dưới chấm hỏi ngược. Rồi ok, qua giờ tới dây. Dây là có 4 sợi. Dây 4 sợi. Rồi. Hai vàng, một đỏ, một trắng. Từ từ. Tôi suy nghĩ. Tôi đổ một hỏi rồi anh ơi. Đây đó. Một có sợi đỏ nào không? Có một sợi màu đỏ. Một đúng ở dưới một sợi màu đỏ. Ừ đúng một sợi màu đỏ. Ông coi cái series của mình đó, cái số cuối cùng là số mấy? Series cuối cùng là số 3 anh ơi. Số lẻ gì cắt sợi đỏ cuối cùng. Sợi đỏ cuối cùng đâu, sợi đỏ nằm ngay giữa. Chết bà, nếu nhiều hơn một sợi đỏ. Ơ sợi đỏ. Nhiều hơn một sợi đỏ là không được rồi. Sợi cuối cùng là màu gì? Sợi cuối cùng màu trắng. Sợi cuối cùng màu trắng. Có bao nhiêu sợi màu xanh dương? Không có xanh dương luôn. Có bao nhiêu sợi vàng? Hai sợi vàng. Nhiều hơn một sợi vàng, cắt sợi cuối cùng trong module, cắt sợi cuối luôn. Yes, đúng rồi, hay quá. Rồi. Dây, tiếp tục là dây. Rồi, mấy dây? 6 dây. Ừ, 6 dây vậy rồi. Hai đỏ, hai đen. Hai đỏ, hai đen. Một xanh dương, một vàng. Nhớ không tin nha ba. Hai đỏ, khó nhớ lắm. Một xanh dương, một vàng phải không? Là không có sợi vàng. Ê, một xanh dương, một vàng mà không có sợi vàng, cha. Từ từ. Đang đọc bản hướng dẫn, có một sợi vàng duy nhất. Bao nhiêu sợi trắng? Không có sợi trắng luôn. Không có sợi trắng. Có sợi đỏ nào không? Hai sợi. Nếu không có sợi đỏ, cắt sợi thứ tư. Nãy từ trên xuống rồi từ dưới lên. Sao tôi nhớ? Hình như dưới lên phải không? Cắt thử đi. Sợi thứ tư từ dưới lên. Sai rồi, cắt từ trên xuống nha. Sao mấy lần rồi? Một lần à. Ừ rồi, cắt từ trên xuống đi. Rồi được rồi, bây giờ tới bảng ký hiệu. Ok. Chấm hỏi ngược. Chấm hỏi ngược từ từ. Chấm hỏi ngược con mực. Chấm hỏi ngược con mực. Rồi. Mặt cười chữ B. Cười chữ B. Ok. Chữ B đúng không? Chữ B đúng không? Đúng rồi, chữ B con mực. Chấm hỏi ngược mặt cười. Yes. Qua rồi, qua rồi, qua rồi. Phá được cái này rồi. Yeah. Căng thẳng thế. Sai một phát nữa lên đường ấy. Sự khó. Khó. 4 giây nó mới khó. 6 giây nó dễ cực kỳ. Còn 1 phút 30 giây thôi à. Hồi nãy là 1 phút 30 giây nữa mình lên đường rồi đấy. Bây giờ chơi một mission cuối cùng. Khó tí đi, dễ quá. Khó tí đi nè. Cái này tôi thấy căng rồi đấy. Tôi thấy nó mô tả tôi thấy căng rồi đấy.
Chuẩn bị chưa? Chuyện. Anh chuẩn bị Rồi, chưa ok. nè. Khu này sao nhiều bom thế? Giờ này 9 giờ 9 10 sáng rồi. Trời chết rồi, thôi xong rồi, chuyện này tôi với ông không về quê rồi. Cái giờ xử lý trước dễ nha. Nút bấm màu vàng. Nút bấm màu vàng rồi. Chữ free á, chữ free á. Chữ free. FRK phải không? Có một chữ đó. Màu vàng. Để anh ơi, mẹ cái bom này không có thời gian đâu. Có bao nhiêu cục pin? Pin hả? 1 2 1. Một cục pin à? Một cục pin hả? Ừ. Màu vàng đúng không? Ừ. Nhấn đi, nhấn giữ, nhấn giữ, nhấn giữ. Nhấn giữ màu trắng. Trắng hả? Số 1 bỏ ra. Số 1 nhả. Rồi ok, bây giờ qua rồi. Bảng ký tự nè. Omega. Omega rồi. Omega N ngược, E ngược, N. Số 6. Từ số 6, rồi đọc luôn nè, số 6, E ngược, N ngược, Omega. Ok, qua wow, bây giờ tới bảng bây giờ tới 4 màu, 4 màu, 4 màu. Bốn màu. Bốn màu. Hình vuông 4 màu nháy đèn màu xanh dương. Tôi thấy nó nháy màu đèn màu xanh dương, tôi không biết gì hết. Bấm màu đỏ. Ê, sai rồi, what the fuck, đùa quá. Khoan, phải coi dãy series, coi dãy series đã. Cái người hướng dẫn bom này thôi không ổn rồi. Rồi dãy series có số không, số không đầu tiên. Cái gì? Có nguyên âm. W28MK0. W không có nguyên âm rồi. Rồi giờ đây đang nhảy nè, màu gì? Màu xanh, xanh dương. Xanh dương hả? Một lần sai phải không? Bấm màu xanh dương. Rồi ok rồi anh ơi. Rồi tiếp hiện màu gì? Đỏ, xanh dương đỏ. Hiện màu đỏ hả? Gì? Bấm màu đỏ. Ê, sai rồi. What the fuck? Sai hai lần rồi. Ủa vậy là bấm xong là bấm xanh dương là đỏ à? Tôi đâu biết. Giảng mạnh hồi tôi. Đúng rồi ha, có thể là như vậy lắm chứ. Rồi. Giờ bây giờ từ từ, hai lần sai không? Bây giờ đang hiện màu gì? Bây giờ là xanh dương đỏ, nó nháy xanh dương xong rồi nó nháy đỏ. Nháy xanh dương xong rồi nháy đỏ. Vậy bấm xanh lá rồi bấm vàng. Xanh lá bấm vàng đúng không? Rồi xong rồi. Rồi nó hiện giờ nó nháy gì? Xanh đỏ đỏ. Cái gì? Xanh đỏ đỏ. Xanh gì? Xanh dương đỏ đỏ. Xanh dương đỏ đỏ hả? Xanh hay dương đỏ đỏ. Nháy hai lần xanh, đỏ. Thì bấm xanh lá rồi vàng. Rồi xong rồi qua rồi. Bây giờ tới cái bảng mới. Đây là một cái quả bom cực kỳ mới. Chỉ còn 2 phút để giải cái này. Ở trên rồi. Có chữ C. Ở trên cái chữ C hai cột thì ông coi cột bên phải nha. Cột bên phải bấm vô cuối cùng. Bấm vô chữ cuối cùng. Next đúng không? Đúng không? Nó sắp mặt lờ luôn. Cái bảng nó khó giải lắm á. Ông giải nhanh quá vậy. Chữ C đúng không? Đúng rồi. Ừ đúng rồi. Cái bảng nó khó giải lắm ý. Anh đã xem hướng dẫn kỹ chưa? Quý kỹ xua 100% rồi, luôn. Rồi bây giờ là có tiếp cái bảng đó nữa nè. Bây giờ làm xử lý cái bảng này đi. Bây giờ ở trên là có chữ red. Màu đỏ phải không? Cái chữ red chứ phải cái màu. Không, chữ red, chữ red. Đúng rồi. Rồi thì có hai cái cột. Cột bên trái với cột bên phải. Cột bên phải bấm vô vị trí thứ hai. Đâu có. Tôi nhớ là nó có cách một cái giải. Một cái cách giải dài lắm mà. Cái gì mà nó xô ra một đống chữ luôn ấy. Dựa vào hiển thị trên màn hình đọc tên nút tiến hành bước 2 hả? Còn mấy cái chấm chấm là cái gì? Chấm là cái nào? Mấy cái chấm chấm trên bảng nghĩa là cái gì? Ba tầng. Nó lại phải giải 3 lần. Ok chữ bây giờ chữ red ở dưới là sure, ho với don. Chữ red. Ở dưới bảng không có chữ red. What the fuck? Không, ở trên là chữ red còn ở dưới không có chữ red nha. Sau cái chữ dưới không có chữ red. Từ từ. Phải vô bước 1 xác định tên nút bấm cần đọc đã. Bấm chữ red bây giờ có một cái hai cột về cái cột thứ hai á. Cột thứ hai là cột bên phải á. Đúng rồi. Ở vị trí từ trên xuống dưới á, bấm vô vị trí thứ hai. Sai, không được. Nó đổi mẹ qua mã mới nữa rồi. Nó đổi qua chữ ok. Chữ ok hả? Ok rồi viết full luôn không có viết tắt nha. Tôi thấy cái bảng đó rồi nè, nó có cái dấu chấm nó nằm ở vị trí cột thứ hai đầu tiên. Cột thứ hai đầu tiên hả? Tức là hạng thứ hai vậy. Uh-huh. Đầu tiên. Uh-huh. Sai luôn. Không phải cái giải đó rồi. Vậy học lại. Đổi qua cái chữ CEE rồi. CEE là cột thứ hai cuối cùng. Tôi hiểu cái bước 1 không hiểu bước 2. Dùng tên nút ở bước 1. À rồi hiểu rồi. What the fuck?
rồi cái chữ cuối cùng của học câu thứ hai là gì? Chữ no. Chữ no, chữ no. Rồi bây giờ sao? Giờ sao? Bấm bây giờ cái dãy của mình là gì? Dãy của mình là gì? What? Yes, okay. Middle, ready, no. What? Yes, okay. À bấm chữ what trước. Bấm chữ what trước đúng không? À. Rồi đúng rồi. Rồi. Tao nhảy bằng mã, nó nhảy yes, bằng mã rồi. Yes. Rồi ba nó nhảy bằng mã rồi. Qua chữ no. Rồi. Chữ qua chữ no đúng không? Ừ. Ở bên dưới là first nothing, left, no right, blank. Chữ no. À cái cột thứ hai. Cột thứ hai chữ cuối cùng là chữ gì? Blank. Blank. Bà lăng rồi. Đọc dãy cho tôi. Đọc dãy gì? Thì bây giờ nó có cái dãy đó lên có những cái chữ gì? Dãy đó, thứ hai nè, full luôn hai dãy. Ừ, full luôn hai dãy. First nothing left. First. No right blank. Bấm chữ right. Yes, đúng rồi. Dãy thứ ba. Bây giờ tiếp cột thứ ba chữ no. Chữ no, chữ no hả? Ừ. Chữ no cái chữ cuối cùng của cột thứ hai là gì? Right. Right bên phải á. Rồi ok, đọc. Ready no. Ready what? Yes. Nothing way right. Bấm chữ yes. Ok rồi, bây giờ giải vào nút màu xanh lên 50 giây. Donate màu trắng. Nhanh lên. Từ. Lên. Bấm giữ đi. Hiểu hồi gì? Màu vàng. Vàng số 5. Chờ số 5 mới chờ nữa. Nổ sắp mặt lờ luôn. Đủ giờ hay bấm sai? Bấm sai, số 5 bấm đâu có được đâu. Giờ chữ vàng đô đề tôi nay hả? Chữ vàng. Đề tôi nay thì nha. À, đề tôi nay là bấm thả riêng. À, cái này á, cái này nó vừa có chữ mà vừa có màu nên rất là rối. Cần thôi. Thời gian để xử lý đồ không? À, nổ sắp mặt lờ luôn. Thôi, đầu tiên quay bài cho anh em xem rồi. Ok rồi. À, không biết là anh em có thích không, nếu mà thích á, anh em nhớ comment và like nhiều lên để tôi biết tôi làm tiếp tập 2. Cái game này rất là vui luôn á. Rồi vậy nha, tập đầu tiên của cái tựa game này chấm dứt tại đây. Mình sẽ để cái link download cái game và giống như là cái bản hướng dẫn gỡ bom ở dưới cho các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 2. Bye bye.